Cậu ba thấy mũi đâu cậu ba? Nghe tiếng gì kìa. Nghe tiếng mới đi về rồi đâu mất tiêu rồi. Trong phòng quá. Để vô phòng kiếm coi. Mùi ơi. Mùi ơi. Trời ơi về. Đâu? Thấy rồi, rồi thấy rồi. Trời đất ơi, chị mùi. Sao chú dọc giường cậu ba vậy? Đi ra. Mới đi về đi tốn rồi. Thấy anh Hai ăn cơm. Anh Hai ăn cơm mà kìa, con ăn cơm không? Chứ con không ăn cơm mà nhịn đói hả? Ăn miếng. Hả? Ăn miếng. Miếng gì? Miếng này nè. À, cái này bánh gạo hả miếng? Miếng thôi. Thôi có bánh gạo nữa, phải ăn bánh gạo chứ. Thôi con muốn ăn miếng thôi, không thế cái này. Trời ơi, có cơm không ăn cơm đi ăn miếng ta. Cậu ba có bị miếng đâu. Miếng. Hỏi cậu ba đó, mẹ không biết. Mỗi đi kiếm cậu ba lấy bịch miếng nữa. Cậu ba đâu rồi? Lấy bịch miếng cho muội. Trong cái tủ á, trong tủ bật á. Mỗi đi vòng vòng kiếm hoài. Có chưa? Trong phòng. Không có. Ủa hồi nãy mỗi đưa cậu ba hay gì mà. Đâu đi kiếm rồi. Mỗi lên kiếm lại coi. Ở đâu cậu ba? Biết. Đâu? Coi kiếm rồi. Nhớ hồi nãy. Nãy mình có lấy không? Có. Mình có lấy không? Lấy rồi bỏ đâu? Lấy rồi bỏ đâu rồi ra. Bỏ đây. À lấy rồi cậu ba có cất lại cho muội không? Lấy để đây. Lấy để đâu? Ở dưới đó. Lấy để dưới đó. Ở nhớ đâu? Kìa. Kìa. Trời ơi cậu ba lục ra kìa. Trời ơi, cất luôn cái bao. Trong đũa bằng cá bên trong là cậu ba kiểm thay. Trời, cậu ba bỏ cái bao. Mỗi nó không ăn bánh gạo cậu ba rồi sao? Để bánh gạo lại mốt ăn trong cái hộp kia. Được không? Được, mà nhiều bánh gạo quá, bánh nấu luôn đi. Nấu chung luôn. Kệ nấu đại chút mà lên nè. Chút cậu ba ăn bánh gạo, mỗi ăn miếng. Ha. Chúng được không? Được, được. Mỗi nó được, để cậu mỗi ăn. Dạ nó cứng như ta. Hả? Chờ cái này cho cậu ba ăn nè. Ừ, rồi để mẹ nấu cho nha. Mỗi lên đi. Mỗi lên đi, mỗi thay đồ không? Mặc đồ đó luôn. Mặc đồ này vuông hả? Ủi khoái đồ này mặc đồ này vuông. Mũi tự làm luôn đi. À, mũi làm đi. À đúng rồi, quên. Mũi tự làm lấy cái chảo. Quên, mũi nấu được mà bữa rồi mũi nấu. Mà mẹ quên. Bỏ cái chảo lên. Cái chảo này phan được. Từ từ hồi mẹ lấy nước bình thủy mẹ chế cho nóng nè. Đừng, từ từ bỏ vô. Bây giờ mày biết bỏ gì trước không? Bỏ bánh gạo trước chứ miếng nó mau mềm hơn không có bỏ. Ừ. Chứ để bữa bánh gạo nó bị cứng mà miếng nè. Rồi, con lấy nước. Thơm hết nhỉ? Rồi con cất cái này đi. Dạ, chưa bỏ nước, chưa bỏ miếng được, miếng để đỡ ngoài đi. Rồi lấy nước. Để mẹ lấy nước mẹ bỏ vô cho. Nhiều. 160. 160 hả? Rồi đổ vô chảo liền. Bỏ vô được không? Trời ơi đó. 160 ml. Rồi cất cái ca đó luôn đi. Rồi bây giờ mẹ sẽ bắt lên mẹ nấu cái này sôi, biết không? Dạ. Sôi lên xong mới bắt đầu bỏ miếng với bỏ cái gói sốt vô. Rồi con cất cái ca đi để mẹ bắt lên bếp cho. Ừ, mở cửa ra cho mát con thoáng. Làm gì vậy? Rồi, để nấu này sôi lên nha. Chưa, nó cái đó sôi lên mới bỏ vô. À, cái đó đâu ăn sống được muội này. Vậy con ăn mì tôm đây. Muội đang chờ bánh gạo sôi. Bánh gạo sôi rồi muội ơi, bỏ miếng vô đi con. Dạ. Bỏ miếng vô trước rồi bỏ gói nó vô. Hồi rồi mới bỏ gói nó vô. Rồi bỏ miếng vô luôn. Cái đó miếng, cái gói miếng này là cái dắt miếng này là của cái hộp luôn. Còn mỗi muốn ăn nhiều miếng mỗi phải bỏ thêm một gói, một dắt miếng ở ngoài mỗi mua thêm vô nữa cho nó nhiều. Vậy nãy mỗi không chế nước khá khá lên chút mỗi cái dắt miếng này hồi chắc đặt nước thôi, lấy thêm miếng nước nữa thì mỗi ơi. Dạ. Để mỗi sẽ cho thêm xíu nước nữa để cho cái miếng này nở ra nữa nha các bạn. Không, nước bình thường hay con? Nước ở máy lọc nước đi. Ừ, con lấy nước đó đi. Lấy 100 ml nước nữa đi. Được không? Rồi, chế vô.
chế vô luôn. Chế hết vô. Rồi. Ui thôi xong rồi, con rồi. Đổ ở đây rồi. Đổ rồi hả? Kệ. Nấu xong rồi lao. Chờ 3 phút sau nha, chờ sôi 3 phút rồi mình mới cho cái gói gia vị vô ha. Con ngủ đây. Ngủ đi. Cái chắc miếng của muội, cái sợi miếng nó nhỏ hơn là cái sợi miếng muội mua thêm. Muội miếng đậu xanh, miếng đậu xanh nó trong, muội lộn nó bự hơn ha, bự hơn. Ừ, chờ chút xíu nó cũng trắng hơn. Gì cũng trắng hơn, cũng trắng hơn. Ừ, đừng có cà lâm. cũng trắng trắng hơn. Kỳ á, có cái ca đi. Ủa con nói đi, con quay đi, con tự quay con nói đi. Chào các bạn, bây giờ mẹ là chỗ tìm nước. Và mẹ đang đi. Và mình thèm quá. Mẹ ăn xong chưa? Dạ. Chưa, chờ chút thôi. Biết mẹ nở dữ quá mọi. Ờ, nhưng mà bánh dạo cho cậu ba ăn nha. Ừ. Thôi. Rồi bây giờ mẹ sẽ đổ cái xôi ra sốt vô nha muội. Được chưa? Chị. Đâu có gói sốt đâu rồi? Đây. Để mẹ đổ vô nha. Mẹ đổ nha. Giờ mẹ sẽ cho cái gói sốt này vô nha muội. Dạ. Đi, nó văng mọi ơi. Mẹ làm chẳng khác gì con hôm trước. Ừ, rồi. Quay đều lên cho nó sôi đều lên. Xong. Có món miếng nhanh và bánh lên, gạo cho nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. 5 phút. Cho sôi 3 phút nữa mẹ. Ok. Dĩa muội có đũa rồi, muội lấy đũa thêm là sao? Cái này đũa của cậu bé. À, vậy đó, hả? Một giỏi á, mà biết hết trơn à. Còn này có cái đĩa nữa. Ăn đi, ăn cho đã đi. Nó mỗi thả cái dắt miếng thêm vô cái giờ nó khô nước luôn rồi. Nó cạn nước, không còn miếng nước nữa. Cậu ba ăn bánh gạo, muội ăn miếng. Ăn bánh gạo đi để hỏi nguội nó cứng cậu lại á. Ăn miếng thôi. Cậu ba ăn ít thôi. Phải không? Để muội. Ít thôi. À, cậu ba ăn ít. Mà gắp phỏng lựu chúa luôn. Gắp phỏng lựu chúa luôn. Kệ cậu ba đang nóng mà cho cậu ba gắp phỏng lựu chúa cho phỏng miệng cậu ba chơi. Lấy cái gai lên, mỗi lấy cái gai lên để. Lấy cái mâm, mỗi lấy mâm. Mỗi em mới ăn đó chút xíu rồi ba sai mỗi hoài. Mỗi nấu nữa cậu. Rồi xong. Mỗi ơi. Mỗi lấy cái mâm lên rồi sao? Lấy hộp miếng đâu? Kiếm. Có cách rồi. Cách gì? Lấy chìa khóa xe của cậu ba. Gì? Giấu chìa khóa xe hả? Dạ. Kìa cậu ba kìa, cậu ba nghe sợ quá, cậu ba chạy ra luôn. Mùi ơi, đây nè. Cậu ba nghe mùi giấu chìa khóa xe, cậu ba sợ quá, cậu ba chạy ra trả lời nè. Cái gì cũng phải dùng cái nhau. Cậu ba lấy chìa khóa lại rồi kìa. Thì mình muốn chạy chứ. Rồi muội trốn. Tới muội, cậu ba đi tìm đi. Xong. Muội trốn rồi hả? Rồi, cậu ba hết ăn. Trốn rồi, cậu ba tìm đi. Anh hai trả điện thoại cho cậu ba luôn kìa. Rồi muội đâu? Cậu ba tìm đi. Tốt rồi, cậu ba phải tìm chứ. Để tìm muội nha. Muội ơi. Mụi đâu rồi? Đã thấy mụi đi hướng này mà. Rồi mụi đi mất tiêu rồi. Không thấy đâu hết. Mụi đi vòng mất tiêu rồi cậu ba ơi. Thấy thấy chạy sao? Rồi dạ, chạy vòng lên đây phải không? Dạ lên sao nữa. Cái cậu ba đi đường kia đi. Cậu ba đi vòng đường kia đi. Cậu ba chặn đầu mũi đường kia đi. Đây rồi, đi vô đây.
Trời ơi, chạy bắt đi tìm quanh nhà lẹ lên, vô mai mốt không có chơi vậy nha. Tốn ngoài sân, tốn đi một vòng xung quanh nhà, ai biết đường đâu mà tìm. Sao mà tìm ra. Cậu ba chạy sao luôn hả đòi. Cậu ba đây. Cậu ba không thèm ăn nữa, giận rồi, quê rồi. Kệ cậu ba ha. Bye bye các bạn đi. Bye bye. Bye bye. Mẹ ơi. Ước gì nó có nước để gì để con nhúng bánh tráng vừa ăn. Thôi ăn cái đó không hết nữa, ở đó nhúng bánh tráng, còn ăn cái miếng hết thì là tính sao. Nha. Đã không? Đã. Ai mở cửa tắt quá kìa. Cậu ba chứ ai, con đóng lại. Cậu ba dụ muội đi, dặn cậu ba âm mưu. Cậu ba ăn khổng lồ luôn kìa mẹ. Cậu ba sao lúc nào cũng ăn khổng lồ của muội hết trơn vậy? Muội ta ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Cậu ba ăn khổng lồ, ăn hết tên của muội. Ăn khổng lồ, nói mạnh. Ừ, ăn khổng lồ, nói mạnh. Đi té đập đầu. Đi té bể đầu luôn. Mở bye bye luôn hả mà? Bye bye. Thôi cậu muội với cậu ba chơi slam bự khổng lồ trên. Bye bye luôn. Mẹ ơi. Bây giờ con sẽ ăn nhẹ, nó sẽ cười gì. Mẹ tắt máy chưa? Tắt rồi. Tắt ăn khổng lồ quá hả? Trời ơi. Thôi muội nóng đó con. Đừng ăn. Nóng dữ lắm, nóng không? Nóng phỏng miệng luôn á. Từ từ thôi. Ngon không? Ngon dữ quá. Mẹ tắt rồi mà tại sao mẹ vẫn còn cặp cái máy? Tắt rồi. Vậy sao mẹ không để lên tủ đây mà mẹ rồi mẹ cất nè.